Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là buổi chiều ngày 5 tháng 7 năm 2019. Trên màn hình là một chiếc sập tứ diện cổ liền gỗ hương huyết Nam Phi. Chiếc này chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho anh Tám tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Khi hoàn thiện xong thì tôi sẽ quay lại một video làm kỷ niệm với khách hàng cũng như là giới thiệu sản phẩm đến mọi người. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m6 2x2m, cổ liền, và đây là sập tứ tam diện, sập trơn. Đây tôi sẽ quay phần dạ trước cho quý vị xem. Đây là phần dạ trước, đây phần gỗ hương huyết hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp. Hiện tại là tôi đang ngồi buổi chiều ánh nắng nó rọi vào nên là nó bị lóe, quý vị nhìn những cái sắc vân thì nó hơi khó. Để tôi quay gần hơn nữa đây, để có thể thấy được vân gỗ. Nên ánh sáng nó bị mờ, bị lóe mất vân rồi. Đó, vân loang, vân nổi rõ sóng nên rất là đẹp. Và phần mặt thì là mặt hai lá. Mặt hai lá. Chiếc sào này rất là đẹp, hàng sạch sẽ, không có vết va gì. Anh hôm trước anh thì đã lên xem phần mộc và anh đã ký duyệt vào rồi. Anh rất là ưng ý. Ngoài ra thì anh có đặt chúng tôi thêm một bộ cuốn thư câu đối nữa. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Tôi quay trước chiếc sập này. Đây vườn gỗ được hiện đấy nhé. Đây là còn cả chiếc sập đây. Thì quay phần hai phần hai bên đốc cho quý vị xem. Đây là phần dạ ngang bên phải. Dạ ngang bên phải. Rồi. Tiếp tục phần dạ ngang bên trái, rất là đẹp. Vân gỗ sập trơn này thì chúng ta sẽ chơi vân không đục chạm nhiều, và khi sử dụng là vệ sinh lau chùi rất dễ. Đấy, dáng chân này đúng dáng chân quỳ mọi người nhé. Loại sập gọi là, đây tôi quay một lần nữa toàn cảnh sập cho mọi người xem. Đây cái dáng sập này thì người ta gọi là dáng chân quỳ dạ cá, cái phần chân bên này nó quỳ xuống, yếm là hình con cá, người gọi là sập chân quỳ dạ cá. Thì nó có ý nghĩa như các cụ ta ngày xưa, thì chân quỳ thì là nó biểu hiện cho cái sự bền bỉ và vững mạnh, vững mạnh của người quân tử. Còn dạ cá thì nó tượng trưng cho tiền tài, phúc lộc, phú quý. Đó là ý nghĩa cơ bản của cái sập chân quỳ dạ cá là như thế. Còn nó có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn thì là mọi người có thể tham khảo thêm. Ở đây sẽ lìa những góc máy khác của chiếc sập này cho mọi người cùng xem, rất là đẹp. Còn mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Tùng Tám, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Kiếm, Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816, và website là đồgỗtùngtám.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác nhé.